đèn kết hoa để dân chúng hát ca mừng ngày kén về. Phải rồi, chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ được tỏ tường mọi vẻ, ta sẽ được chiêm ngưỡng đủ mặt anh tài. Đào que sáng tươi màu ý, trong người đó gái cha hôm nay trông xinh đẹp quá. Kìa cha. Tiên Dung con, hẳn con biết rằng cha chỉ có một mình con là gái. Đến hôm nay 18 tuổi tròn, cha muốn chọn nơi đáng mặt gửi vàng. Vậy con hãy chọn người mà con ưng ý. Kìa cha. Việc chăm nom con đừng coi nhẹ, chỉ cần nhầm lẫn một lần là sẽ ân hận suốt đời. Con có hiểu không? Dạ, con hiểu thưa cha. Dạ, muôn tâu đức vua. Thế thì mẹ đi hề đã không chọn nhầm hề. Mẹ đi hề chỉ cần liếc mắt một cái là hề đã ngã lăn quay ra đấy ạ. Vì thế cho nên các cụ mới có câu hát, hát rằng phải duyên là duyên phải số. Ấy nó vỗ lấy nhau tơ hồng ba lượt mà trao. Sẽ chối buộc cả đời. Tiên Du con, dạ. Con nên nhớ rằng nhân duyên chỉ một lần thôi. Phải nơi quyền quý mới xứng người cao sang. Cha khuyên con nên chọn mặt gửi vàng. Dạ thưa cha, con sẽ ghi nhớ ạ. Nào con lạc hầu đâu? Dạ. Cho cuộc tuyển được bắt đầu. Dạ, muôn tâu bệ hạ thần có mặt ra. Lễ tuyển chọn bắt đầu, mời các công tử vào. Mời các công tử vào. Dạ muôn tâu bệ hạ, đây là cháu của hạ thần đấy ạ. Cháu rất là đẹp trai, có tài, múa hay hát giỏi đấy ạ. Sao đây là cháu của nhà ngươi ạ? Dạ. Tiên Dung con. Dạ. Con xem chàng ta thế nào. Úi dạ. Anh à, trông anh chàng ăn mặc cũng hoa hòe, hoa sói gớm gì. Chỉ sợ bên trong lại giống toách tuềnh tuềnh chả có cái gì. Này, ông bạn, có cái tài gì chìa ra xem thử cái xe nào. Ta có cái tài. Tài gì? Trời ơi, mày có cái tài múa hay hát giỏi gì thì mày múa đi. Để cháu múa nhỉ? Ừ, múa đi. Ôi, múa thế à? Bảo nói với công chúa đi, nói là tôi yêu công chúa, tôi mê công chúa, tôi thích công chúa chẳng hạn. Nên, nên, nên. Công chúa ơi, thần mê công chúa, thần thích công chúa, thần muốn lấy công chúa làm vợ, nếu lấy được thần sẽ đội lên đầu. Xin lỗi, nghe nói công tử con nhà quyền quý, sao lại em nói nỗ mỗ như vậy?
Dạ thưa cha, phò mã sau này còn phải lo việc sơn hà sắp tác. Một người như vậy có đáng kén không thưa cha? Thôi, cho lui, cho lui. Thôi. Đúng là cái đồ ăn không nên đòi, nói chẳng nên lời. Thôi, dẹp sớm cho rồi người khôn chỉ nói ơi. Nửa lời thấy khôn, dẹp hẹ. Lui, mời công tử tiếp theo. Tiếp theo. Dạ, muôn tâu đức vua. Này cụ, ôi giời ơi, cụ đi đâu thế này hả? Cụ có vào nhầm chỗ không đấy hả? Không. Không, này, thế năm nay cụ bao tuổi rồi hả? À, hỏi về tuổi tác kìa. Ghê quá nhỉ. À, thần năm nay như thế là 20. Ôi giời ơi, trông thế này mà 20 á? Đã nói là kiếm 3 ngày 9 tháng 30 năm về trước, thân tròn 20 tuổi. Ui, dạ buôn tâu ạ, ông ấy bảo là kém 3 ngày 9 tháng 30 năm về trước ông tròn 20 đấy ạ. Này tên kia. Dạ. Con gái ta tuổi xuân xanh đương độ, còn nhà ngươi là ngoại ngũ tuần, sao cũng dám vào đây dự tuyển thế hả? Dạ, muôn tâu đức vua, thần đến đây không phải là xin để làm con rể. Ô này, thế đến để làm gì hả? À, mà thần đến đây là chỉ có xem thôi, xem cho nó sướng thôi. Sướng xong là thần về thần chơi trống bỏi. Thôi, cho lui. Thôi lui. Dạ, muôn tâu đức vua, thưa công chúa, thần là con của một viên quan nhỏ không giàu sang như các công tử con cháu lạc hầu. Thần chỉ có một trái tim hay rung rinh đa cảm. Công chúa ấy bấy lâu nay thần thầm yêu chuộc nhớ. Công tử cứ nói đi, ta vẫn đang nghe đây. Mắt ai chắc nghĩ như dao câu, để thương nghĩ để nhớ nghĩ, hết đi sầu lại nghĩ mong, giạt rào như sóng trên đi sông. Giạt rào như sóng trên đi sông, người à ơi có nghĩ thông, tình à chẳng nghĩ hỡi người, thần đây ước nguyện sống cùng. Xin đa tạ công tử, nhưng lòng ta vẫn lạnh vắng, không có dấu hiệu gì mách bảo của tình yêu. Dạ thưa cha, con cảm thấy mệt mỏi quá chừng. Thôi, cho lui. Thôi lui. Lui. Xem ra hôm nay ngày không được đẹp, để đến mai cha lại cho kén tiếp xem sao. Dạ thưa cha, xin cha đừng phí công tốn sức. Tình yêu nào con tìm thấy được ở nơi đây, nơi bốn bề thành quách bùa vây, nơi những kẻ lòng trơ như gỗ đá. Ôi, con cảm thấy quanh con tù túng quá. Dạ thưa cha, con bỗng thèm một chuyến chu du. Chà, con gái cha thực là trái tính trái nết, từ nhỏ chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Cha ơi, vậy hôm nay con thích đi ngựa hay đi xe, để cha chuyển cho gia nhân chuẩn bị. Cha ơi, cha đã từng cho con lên núi, cha đã từng cho con đi xe ngựa quá nhiều. Bây giờ con xin với cha, cha cho con xuôi theo dòng sông Nhị Hà vãn cảnh. Được. Gia nhân đâu? Dạ. Truyền cho hạ thủy ngay 5 chiếc thuyền rồng cùng 200 cung nữ đưa công chúa Tiên Dung xuôi dòng Nhị Hà du ngoạn nghe. Dạ, xin đa tạ vua cha. Thuyền ngựa đi, nữ đi xuôi, mãi mang trèo mua đây thuyền đi ngược, nữ đi xuôi, mi lơi lơi rô quan nào quan 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 lơi rô. Thank you.
đời đời của tôi tháng ngày thời sống được vui về chữ đói nghề no ấm lành. Là chữ đồng tử, khấn cha là chữ cụ Vân. Cha sống khôn thác thiêng, hãy về phù hộ cho con kiếm được miếng ăn miếng để. Xin trời đất hãy bớt những ngày mưa gió, cho sông lặng bờ yên con cá xanh xôi. Bên sông không một bóng người, sớm ly hôm chỉ có mình tôi trốn nơi này ơi, kiếm nghề kiếm ăn đây là nghề tôi giàu dãi. Người hỡi này người ơi ơi, ý tôi giàu ý dãi qua ngày nay giàu. Đây nghe nửa gian ơi, bốn nghề bốn mùa ấy là nghề tôi bạn với người hỡi này người ơi ơi, ý tôi bạn với gió ngàn. Ôi, mặt nước sông dâng tràn bờ cát trắng, có phải sông nghe lời tôi hát mà mở lòng ôm lấy kẻ mồ côi? Ôi, những chiếc thuyền từ đâu tới, trông thật là kỳ lạ. Trời đẹp lạ lùng, sắc trời trong và mây cũng trong,
tia nắng sớm chiếu mặt người tươi tình. Dạ, thưa công chúa, đúng là như thế đấy ạ. Kìa, đôi dòng nhà đâu cũng đỏ phù sa, sao khúc sông kia lại nổi lên một triền khát trắng, triền thất dài phẳng lặng. Từ bé đến giờ ta chưa nhìn thấy ở đâu. Dạ, thưa công chúa, chính vì thế mà người ta gọi bãi cát đó là bãi tự nhiên đấy ạ. Bãi tự nhiên à, cái tên nghe hay nhỉ. Dạ, tục truyền rằng ở dưới đáy sông đây có một lâu đài thủy thần, ngài có một người con trai nhưng chàng lại thích lên bờ sinh sống nên ngài đã cho sóng làm nổi lên cồn cát đấy ạ. Kìa, các em có thấy chú Hạc Trắng đang đi dạo trên bờ cát kia không? Ôi đẹp, đẹp quá. Phải chăng đấy lại là chàng? Dạ, rất có thể là như thế đấy ạ. Chắc là chàng trai ấy hôm nay thấy công chúa đến đây nên đến để xem là công chúa đấy ạ. Ôi, bỗng dưng ta cảm thấy nóng bức vô cùng. Giá mà được tắm một chút thì thích nhỉ. Dạ, xin mời công chúa vào khoang thuyền. Nước hương thơm chúng em đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Không, ta muốn tắm bằng chính nước sông Nhị Hà kia. Nhưng nước sông Nhị Hà màu đỏ sợ sẽ làm hỏng da công chúa ạ. Không không, nước mắt lành là của thiên nhiên. Ta muốn tắm, muốn mãi cùng tất cả. Ôi, ta muốn được chạy chân chân trên cát. Các em, dạ, hãy ghé thuyền vào bãi cát và nghe lại nghe. Dạ. Giờ ta nhìn thấy những chiếc thuyền kỳ lạ dạt vào bến sông đây hương tỏa thơm lừng. Phải chăng là tiên nữ giáng trần, người đẹp nhất chắc là tiên chúa. Ôi thật xấu hổ khi thân thể ta không có một manh khố che thân. Trời ơi, ta biết trốn đi đâu cho họ khỏi thấy bây giờ, ngâm mình xuống nước ư? Thế còn cái đầu, biết giấu đi đâu được. À, ta đang nghĩ ra một cách. Hãy đào cát lên rồi vùi lấp mình đi, sẽ không ai có thể biết được. Nào, hỡi cát vàng cát trắng, hãy giúp ta vùi lấp tấm thân này. Trời, là hàng xe đang đi, tăng tiền tăng cho.
Rồi người nói đi, người là ai? Dạ, dạ, xin Thiên Chúa tha tội. Tôi là Chử Đồng Tử, sinh ra ở đây và sống cũng ở đây ạ. Không, ta không phải là Thiên Chúa, ta là Tiên Dung, con gái vua Hùng. Con gái vua Hùng? Nhưng sao con gái vua Hùng lại tắm ở bến sông này? Trời có những đám mây vần vũ văng vẳng đâu đây, nhã nhạc vang lừng. Quả đây là điều lạ quá chừng. Xin hỏi chàng, tại sao lại chỗ này vùi cát? Công chúa thấy đấy, nhà nghèo quá không manh khố đóng, thấy công chúa đi qua phải vùi cát giấu mình. Ai ngờ đây là điều lạ quá chừng. Hay trời đất đã sắp bày cho duyên số của ta. Trời ơi, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, gương mặt sáng trong. Ồ, phía trên đầu chàng lại có một vải may vô sắc. Hay, hay chàng là con của Thủy Thần? Không không, tôi không phải con của Thủy Thần. Tôi chỉ là con của một người đánh cá. Hai cha con chỉ có một manh khố thay nhau. Chàng nói gì cơ? Hai cha con chỉ có một manh khố thay nhau thôi ư? Trời ơi, thật không ngờ dưới vòm trời cai quản của cha ta lại vẫn có những người nghèo đến thế. Xin chàng cho biết hiện giờ cha chàng ở đâu? Cha tôi ư? Cha tôi mất đã năm tròn. Tôi không muốn chôn cha tôi ở trần nên đã... Ta hiểu. Suốt cuộc đời cha tôi vất vả, lận đận một mình cơ cực vì tôi. Rồi một đêm mưa gió ngập trời, đã đưa cha tôi về nơi lòng đất. Cha ơi, con phải chôn cha bằng manh khô rách. Con ở lại với đời, còn cơ cực lắm cha ơi. Cha đã đi xa, chuyện sống lạnh vắng, âm dương cách biệt, đơn chiếc mình. Muốn nỗi nhớ thương lòng mang nặng, bão dập sóng sôi còn vẫn bên đi người. Trời, chẳng quả là một người con hiếu nghĩa, lòng dạ thảo thơm ai sánh được bằng. Trong cuộc đời khối cảnh giàu sang, chắc gì đã hiếu thảo với cha như thế. Ôi, bên sông một bãi cát bồi, thu qua đông lại thương người đơn côi. Bên sông nhị hải
trăng trời buông sợi tơ mành, đất xôi kiến cuộc tương phùng kỳ ngộ. Ôi, sao gan ruột ta bỗng cảm thấy xốn sang lạ kỳ quá. Có lẽ nào ta đã... Ôi, từ khi sinh ra, chưa bao giờ ta được nghe một lời nói lạ lùng như vậy. Ta muốn kết bạn với chàng, chàng nghĩ có được không? Công chúa muốn kết bạn với tôi? Một chàng trai nghèo rớt mồng tơi. Khi đã yêu thì kể gì gia cảnh giàu nghèo. Hơn nữa, giữa thiên nhiên, chúng ta đã chẳng biết nhau như chồng vợ đó sao? Nàng liều quá, nàng không sợ vua cha phẫn nộ sao? Không, cha rất thương ta. Hơn nữa, người chẳng mơ ước kén được rể hiền đó sao? Nhưng dù sao thì nàng cũng là công chúa con vua, không thể kết duyên cùng kẻ đói hèn như tôi được. Ta sẽ giúp chàng thoát khỏi cảnh nghèo. Bằng vàng bạc của nhà vua ư? Không, tôi không quen sống bằng vàng bạc của người khác. Tôi đã quen sống bằng chính sức của mình. Ôi, nghe chàng nói ta càng cảm thấy mến chàng. Lòng tự trọng của chàng khiến ta cảm phục. Chàng ơi, em muốn cùng chàng trăm năm kết tóc. Duy chỉ có một điều em lo, chàng có yêu thiếp? Yêu nàng? Ôi, một người tuyệt sắc giai nhân lại bao dung hiền hòa đức độ, bên cỏ cây cũng còn ngơ ngẩn trước nàng. Nữa là, ôi, công nhân là chàng cũng yêu ta. Chàng ơi, chàng có biết chàng chính là người em mong ước khát khao. Em không ngờ đâu, bên sông Nhị Hà này lại là bên sông yêu. Mãi tự nhiên đây lại là nơi đôi ta gặp gỡ. Anh em đợi anh. Lạc hầu tướng công. Quan lạc hầu. Lạc hầu tướng công. Quan lạc hầu. Ôi giời ơi, người đâu suốt ngày chỉ có ngủ. Ê, bàn việc đại sự mà cứ gà gà gật gật thế này có chết người ta không ngươi chứ lại. Quan lạc hầu. Vua gọi. Cái gì thế hả? Suốt ngày chỉ có ngủ thôi. Ngủ đâu mà ngủ. Người ta còn chối à? Người ta chỉ hơi mơ màng có tí thôi mà ngủ. Vua gọi. Ôi dồi ôi, vua gọi à? Ôi dạ. Dạ muôn tâu bệ hạ, thần có mặt à. Lạc hầu tướng công. Dạ. Chấm đã đọc hết tờ trình của quan tể tướng. Thấy bờ cõi đá yên, chấm rất mừng lòng. Dạ. Giang sơn của các vua hùng phải ngày một yên hàn thịnh vượng. Dạ. Có như vậy chấm mới không hổ thẹn với các bậc tiền nhân, với con cháu mai sau. Dạ, chí lý, chí lý. Hề nghe sướng cả lỗ tai, sướng hai lỗ nhĩ. Những điều vua nghĩ cũng giống ý hề. Ui giời, thế mà chẳng bao giờ hề được làm vua cả. Ui giời, ui giời, ui giời.
ơi, này Hề ơi, đừng mơ ước hão con à. Đã được làm Hề mua vui cho đức vua là phúc 70 đời nhà mày rồi. Thế mà mày lại còn định đòi làm quái. Này Hề nói cho quan lạc hầu biết nhá. Bao giờ trời nổi can qua làm quan thất thế ơi à. Hóa ra làm Hề này, làm quan nó dễ cực nhá, làm Hề đấy hơi bị khó nhá. Làm Hề mới là khó nhá chứ. Thôi đi Hề, nhà ngươi có để cho ta còn bàn việc đại sự nữa không nào? Dạ Hề có làm gì đâu ạ. Lạc hầu tướng công. Dạ. Hiện nay ta đang lo nhất việc gì nhà ngươi có biết không? Ui dùi, dạ muôn tâu bệ hạ, thần thì làm sao mà biết được hả? Thần tối như đêm, dày như bánh đúc, mà đặc như cục gạch thì thần làm sao mà biết được à? Úi dồi ôi, mấy chục năm nay bây giờ mới thấy ông ta nói ra một câu thực lòng. Đúng là tối như đêm, dày như bánh đúc, mà đặc như cục gạch. Thế mà lại còn đòi làm quan to trong mắt hiểu ấy. Chẳng thấy dân tình các nơi hình như chưa được no ấm. Úi già, bẩm muôn tâu bệ hạ đâu có ạ. Thần vừa mới đi công cán trở về ạ. Dạ, khắp nơi nơi dân tình đều no ấm vui tươi khỏe mạnh, chỗ nào cũng rộn rã tiếng sinh ca. Dạ muôn tâu bệ hạ, nếu mà chưa no thì làm sao mà hát được cả. Dạ muôn tâu ạ, Hề lại nghe nói khác đấy ạ. Con nghe nói sao hả Hề? Dạ Hề nghe nói là ở nhiều nơi ăn sáng còn lo trưa, ăn trưa lo tối, ăn bữa nay lo bữa mai, tứ đời lo chưa biết bao giờ mới hết đấy ạ. Có thật không Hề? Dạ Hề thì có bao giờ nói dối đâu ạ. Ta thực có lỗi, Lạc hầu tướng công. Dạ. Vậy nhà ngươi có cách gì giúp được ta không? Ôi dạ muôn tâu bệ hạ, thần đã nghĩ nát óc rồi mà không có một cách nào ạ. Đêm nào hai đầu gối thần cũng thức trong trong mà không nghĩ được một cách gì ạ. Nhà ngươi chẳng giúp được gì cho ta cả. Dạ. Có lẽ ta phải cho phế truất nhà ngươi đi. Dạ. Đúng đấy ạ, là phế truất, phế truất gì ạ. Dạ. Muôn tâu bệ hạ, xin người đừng làm thế ạ. Đừng làm thế. Người mà phế truất thần thì thần biết sống sao đây. Một lũ vợ con nheo nhóc tháng ngày. Dạ muôn tâu bệ hạ, thần làm quan nó quen mất rồi ạ. Bây giờ mà thần không làm quan thì thần không còn biết làm một thứ nghề gì nữa ạ. Thôi được, âu là ta cũng nể cái công của nhà ngươi xưa kia đã cùng ta vào sinh ra tử. Dạ thần đội ơn bệ hạ. Châu, ngày nào ta cũng phải lo việc triều chính, chậm mệt bã cả người, xương cốt xem chừng muốn lóng ra từ trước. Ta già thật mất rồi. Tuổi già nó đến chẳng chừa ai. Cái thuở sông pha đã hết rồi. Bây giờ gối mỏi chân chậm bước sơn hà, gánh vác nặng hai vai. Lạc hầu tướng công. Ôi dạ, chậm nghĩ trong thiên hạ đâu có thiếu người tài, mà sao? Ôi dạ, dạ muôn tâu bệ hạ, vừa rồi là thần chỉ cho triệu đám con cái nhà giàu sang vào dự tuyển thôi ạ. Còn con nhà thường dân thì thần đâu dám ạ. Dạ muôn tâu bệ hạ, nếu người muốn để thần ạ.
Nhà ngươi nói nhà ngươi định cho mời đám con nhà thường dân ư? Dạ. Không được, dòng dõi của ta không thể pha tạp như thế được. Dạ. Dạ. Muốn tâu đức vua, có một công tử đẹp trai khôi ngô tuấn tú xin được vào cầu hôn với công chúa. Sao? Có một công tử khôi ngô tuấn tú xin được vào cầu hôn với công chúa à? Dạ. À, được được, lệnh ta truyền ngươi hãy cho vào ngay, cho vào được ngay. Này Lạc Hầu tướng công. Dạ. Biết đâu đây chẳng là người mà trẫm đang cần gặp, có phải không Khanh? Dạ đúng ạ. Truyền cho công tử vào. Truyền cho vào. Xin kính chào đức vua. Chào quan Lạc Hầu. Này kia hề. Hề. Kìa công tử. Công tử là ai và từ đâu tới? Ta là người không ai biết được, bởi nghe tin đức vua kén chọn người nay mai kế nghiệp, ta mới băng rừng lội suối về đây. Ta là người nay đây mai đó này, thích ngao nước non xa, cho thỏa ý chí qua ngày nước non xa, lấy cầm đi thú vui vầy. Này là công tử. Dạ. Nhà ngươi trông nó vừa mắt chấm rồi đó, nhưng ta chỉ tiếc rằng con gái ta nó đi du ngoạn chắc cũng sắp về. Dạ muôn tâu đức vua, bởi mải mê đi săn nên thần đã lỡ mất dịp may. Nhà thần ở châu gần đây, dù đến muộn thần cũng xin được làm rể đức vua. Dạ. Thì nữ có tin gì của con gái ta chăng? Muôn tâu đức vua, vâng lệnh công chúa Tiên Dung, con tức tốc về báo để người hay. Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền. Sao? Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền à? Thì nữ, công chúa Tiên Dung đã kén được ai mà nhanh vậy hả con? Dạ, người đó là chàng thử đồng tử làm nghề đánh cá ở ven sông ạ. Cháu nghe tin như sét đánh ngang tai, gan ruột rối bời, mắt hoa đầu vai. Con rể ta lại là người đánh cá trên sông. Ôi ơi Tiên Dung, con như lá ngọc cành vàng, mà sao con lại tự mình hoài thân. Con là công chúa nhà vườn, cớ sao con dõi xương dãi dâu mình, còn lớn biết bao chờ mong hơn tiên dung. Người còn lớn biết bao chờ mong thiên cớ vì đâu mà con sinh lòng ngang ngược, con nỡ phụ lòng là phụ lòng lớn là phụ lòng cha. Thì dạ muôn tâu ạ, con nhà thường dân mà người ta tốt thì sao ạ, còn hơn chán vạn con cái nhà giàu mà mắc dậy đấy ạ. Dạ đúng như thế đấy ạ. Chử đồng tử là một chàng trai dễ mến, chàng hiền lành, hiếu thảo và cũng rất đẹp trai đấy ạ. Dạ muôn tâu đức vua, xin người cứ bình tâm, thần sẽ tức tốc tới đó xem sao. Thần tin rằng thần sẽ đưa được công chúa Tiên Dung về đây ngay ạ. Hay lắm, nếu vậy ta cùng với nhà ngươi tới đó xem sao. Quân, dạ. Hãy thắng ngựa cho ta để ta cùng với công tử lên đường. Dạ muôn tâu ạ. Thôi, ý ta đã quyết, truyền y lệnh. Nàng thấy đấy, gia cảnh thế này làm sao chử tôi lại dám. Ồ không, thiếp lại thấy nơi này thật tuyệt. Gió núi trăng ngàn, bát ngát nương dâu, sông Nhị Hà mênh mông, trăng tỏa sáng trên đầu,
một vùng đất có 102 mà tiếp thấy. Nhưng không hiểu sao đời ông đời cha nghèo vẫn hoàn nghèo, giờ lại đến đời tôi đây nữa. À, mà trời cho khỏe mạnh đôi tay, thế nào rồi cũng có ngày làm nên. Thiếp sẽ giúp chàng lập nghiệp, giúp chàng ở đây gây dựng cơ đồ. Bằng cách nào kia? Nàng không thể ở lại nơi này được. Nếu em ở lại được thì sao nào? Vì nàng là công chúa Khuê Cát, để nàng vất vả anh chẳng cam lòng. Chàng ơi, đã yêu nhau thì phải đèo bòng, chín sông cũng lội, 10 dòng cũng bơi. Miễn là ta sống có đôi. Chàng ơi, rồi đây em ngồi sau áo cho chàng, áo bao yêu sợi tương chàng đây nhiều khâu áo cho cảm ơn tình yêu của nàng. Từ lúc gặp nàng, anh như được tiếp thêm sức sống. Anh không thể quên cái cảnh hai cha con chỉ có một manh khố đóng. À, trong nhà còn ít khoai, Nàng có dám ăn cùng ta qua bữa? Khoai à? Ờ. Từ tấm bé đến bây giờ thiếp mới được nếm khoai. Ờ. Nàng ăn đi. Nàng thấy thế nào? Rất ngon và lạ nữa. Ồ, thế thì nàng sống được ở đây rồi. À, mà ngày nào cũng ăn khoai chán lắm đấy. Không sao, miễn là em được ở bên chàng. Nhưng nhớ vua cha không cho ở thì sao? Thế chàng có về kinh đô với thiếp? Không, anh không quen ở chốn kinh kỳ. Với lại thuyền theo lái, gái theo chồng xưa nay vẫn thế. Em nghĩ ở kinh đô sẽ tốt cho chàng hơn. Không, không đâu. Anh không thể bỏ nơi này đi được. Chàng ơi, em hiểu lòng chàng. Em sẽ ở bên chàng mãi mãi. Tiên Dung, anh cũng vậy, anh sẽ mãi mãi bên nàng. Tiên Dung nàng ơi, tình ta vời vợi như biển trời. Tình duyên đôi nước ta nay vời vợi như biển trời. Cho dù bão rồi ta vẫn không rời, mãi mãi bên nhau trọn đời, trọn kiếp cho ai.
một mái đầu đã lòng thương nhau còn gì nhau có vẫn là ví quên ta sẽ làm nên ơn trời anh đã ngài cùng công tử đẹp trai sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ. Công tử đẹp trai là ai vậy? Dạ là người ở châu gần đây muốn làm rể đức vua đấy ạ. Nhưng rất tiếc bây giờ đã quá muộn rồi, ta nay là gái đã có chồng. Chàng ơi ở bên em. Kiên Dung, thả miễn lễ. Kìa, vua miễn lễ rồi kìa. Ấy da, trông anh chàng cũng khá khôi ngô tuấn tú, mỗi tội nhà thì nghèo chả có cái quái gì cả. Tiên Dung. Dạ. Kìa, có phải là chàng đánh cá đó không? Thưa cha, vâng ạ. Cha đã rõ tất cả, chỉ không hiểu tại sao con chịu hạ mình yêu một kẻ khó không có mà mang. Dạ thưa cha, vợ chồng là cái duyên cái số. Con nghĩ có lẽ đây là ý trời. À. Con nói ý cha không bằng ý trời. Cha. Tiên Dung, con có nhìn thấy chàng công tử đẹp trai kia không? Chàng đến đón con về kinh đô để làm lễ cưới. Xin chào công chúa. Xin lỗi. Ta chưa có hân hạnh được biết ngài. Xin công chúa lượng thứ, thần đến muộn một chút, nhưng mà muộn còn hơn không. Mong công chúa nghĩ đến ngọc thể của mình, xin cho thần được suốt đời hầu hạ. Xin đa tạ công tử, nhưng rất tiếc, ta nay là gái đã có chồng, xin ngài thứ lỗi. Tiến Dung, con không được nói năng như vậy. Ai cho phép con cưới hỏi, mà con tự nhận là gái có chồng? Dạ thưa cha, một lời hẹn ước trăm năm còn quý giá hơn nhiều lễ nghi hình thức. Này cái đánh cá kia. Dạ. Nhà ngươi hãy buông con gái ta ra. Cha. Kẻo chớ trách ta là không nói trước. Nhà ngươi là phường đũa mốc, sao dám gác mâm son. Cha ơi. Dạ. Muôn tâu đức vua, xin ngài chớ khinh thường kẻ dân dã. Đây là phường đũa mốc. Xin hỏi ngài, ngài trị vì đất nước, sao còn để nhiều dân chúng lầm than? Làm người, ai chả mong có nhiều bạc lắm vàng, ai muốn sống cảnh nghèo hèn đói khổ. Tiên Dung, xin nàng hãy suy nghĩ thiệt hơn. Ta tay trắng, còn công tử kia bạc vàng đã sẵn. Không, đã một lời hẹn ước, tiếp không bao giờ thay đổi thưa chàng. Thưa công chúa, xin công chúa anh nghĩ lại. Con gái vua lại lấy một thằng đánh cá bao giờ? Người im đi, người không được xúc phạm tới chồng ta. Nàng không biết, việc làm của nàng cũng xúc phạm đến bọn ta sao? Bao nhiêu công tử đáng mặt anh hào, nàng không kén, lại kén một thằng rớt mùng tơi như vậy. Nhà thì trông thích cả trời, đồ đạc thì toàn là bát sành như mày. Giường cưới sẽ là một chiếc chõng tre. Ngươi im đi, ngươi quả là một tên hồ đồ họ Minh. Tiên Dung, cha khuyên con hãy trở lại hoàng cung. Dạ thưa cha, nhưng với một điều kiện, con phải được kết duyên cùng chàng. Không, không bao giờ có chuyện đó cả. Nếu vậy, con xin phép cha cho con được ở lại chốn này. Sao? Ý con muốn vậy? Vâng, thưa cha. Được, nhưng với một điều, con sẽ không bao giờ được trở lại hoàng cung và không bao giờ nhìn thấy mặt cha nữa. Cha ơi, cha đừng đẩy con vào con đường lựa chọn bên tình bên hiếu, bên nào con cũng muốn trọn vẹn cả hai. Cha thôi đi, có hắn không cha, có cha không hắn. Cha ơi, cha cầu xin cha hãy sống lòng mình thương y tình y con.
thời nguyện ước trăm mươi năm. Xin nàng hãy theo cha về chốn hoàng cung và hãy quên chuyện đã xảy ra ở chốn này. Đôi ta đành phải chia tay. Không, chàng ơi, em yêu chàng, em chỉ yêu mình chàng mà thôi. Hãy nhớ lấy Tiên Dung, kể từ nay không còn tình cha con gì nữa. Cha ơi, cha ơi, con xin cha, cha ơi, cha. Tiên Dung, cha ơi, dù cha nói lần nào cha bỏ đứa con mà người yêu. Đi đã lấp bóng cha đã khuất dần. Tiên Dung, vẫn chưa muộn đâu mà, nàng hãy mau mau về trốn kinh đô, không thể vì anh mà nàng bất hiếu. Như thế có nghĩa là em sẽ phải xa chàng mãi mãi. Tiên Dung, không, chữ đồng tử chàng ơi, chắc chàng hẳn biết điều gì quý hơn vàng bạc, quý hơn châu báu ở đời. Đó là tình yêu thắm thiết lứa đôi. Em đã tìm được chàng rồi, làm sao mà còn xa được. Tiên Dung, dù cha có từ con, người đã khước bỏ mọi quyền kế ước, người đã coi em như không có trên đời. Tiên Dung, nàng ngồi xuống đây. Tiên Dung, từ nay vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa nữa. Ngõ trong bát ngát nương dâu gọi người khán tiếng, người đâu thấy người thân già. Sao khổ thế trời ơi. Nàng nhìn xem ai đang đi lại nhà ta. Một ông già rách rưới nghèo khổ, chắc là hành khất. Có ai ở nhà không đây? Dạ thưa cụ, có đây ạ. Mời cụ vào nhà con xây nước. Nhà con nghèo túp lều tranh mưa rột. Dạ, nhưng cũng có vài củ khoai mời cụ lót lòng ạ. Nghe tin chàng hiếu thảo, nay tới nhà quả thật không sang. Cụ ơi, mời cụ vào trong này. Dạ, mời cụ vào trong này ạ. Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy? Dạ thưa cụ, có phải nàng là công chúa Tiên Dung? Dạ phải ạ. Dạ mời cụ vào trong nhà. Mời cụ ngồi. Mời cụ ngồi xuống đây ạ. Dạ, mời cụ xây nước ạ. Dạ, xin con. Dạ thưa cụ, nhà con nghèo chỉ có khoai luộc. Dạ, mời cụ xơi cho đỡ đói lòng ạ. Cho dạ xin. Chàng nhìn này, lạ quá nhỉ. Chắc không phải là người thường em ạ. Dạ, dạ thưa cụ,
để con vào lấy nữa củ. Thôi già đủ rồi. Ta thử lòng hai con một chút đó thôi. Ta chính là tiên ông ở trên 9 tầng trời. Cảm ơn tình nghĩa vợ chồng các con, nên ta xuống đây truyền cho các con chút đạo. Nhưng làm phúc thường hay phải tội, người đời nói quả không sai. Nếu ta truyền cho các con một chút đạo này, các con sẽ cứu được bao nhiêu sinh linh con người. Nhưng một trong hai con phải chết, thì các con có muốn? Dạ thưa tiên ông, dù đánh đời nào cũng hà khắc, nhưng sự việc này quả là... Dạ thưa tiên ông, nếu mà phải chết, xin tiên ông cho con được chết thay chàng. Kìa tiên dung. Còn chàng chử, chàng dạ. Nghĩ sao? Dạ thưa tiên ông, để cứu được hàng vạn sinh linh, dù có phải chết, con cũng xin được chết. Chỉ xin người cho tiên dung được hạnh phúc, được bình yên bên cạnh vua cha. Không, như vậy thật là bất công, con làm sao sống được? Tiên dung. Dạ thưa tiên ông, tại sao cứ phải đánh đổi? Tại sao hạnh phúc cứ phải đi liền với đắng cay? Nửa đời người con mới tìm được chàng đây, vui chưa hưởng, sao đã phải chia lìa đôi ngà? Tiên dung, được nàng yêu lòng ta đã thỏa, dẫu có chết đi ta cũng chẳng tiếc chút nào. Nàng hãy cố cứu người trong hoạn nạn gian lao, thì tình yêu này với mong sống mãi. Không. Như thế là đã rõ. Tiên dung, con hãy nhìn đây. Tiên dung, con hãy đứng dậy đi. Ta thử lòng con một chút đó thôi. Ta chưa thấy ai trên đời này lại yêu nhau đến thế. Kìa tiên dung, con hãy nhìn xem, chàng chử của con đang sống lại kìa. Đó cũng là điều thần bí của cây gậy này. Ta dạy hai con và trao cho hai con nắm giữ. Đây là cây gậy thần bất diệt, sẽ giúp các con cứu chữa dân lành. Nhớ là phải cứu chữa dân lành, còn những kẻ bạc ác bất nhân, gậy thần có chỉ vào cũng không hề sống lại. Dạ, chúng con xin nghe lòng tạc dạ. Còn đây là chiếc nón thần, sẽ che cho con sương gió, thần linh sẽ phù hộ các con. Dạ, chúng con xin đa tạ tiên ông. Hai con hãy ghi nhớ những điều ta dặn. Thôi, xe mây đã tới rồi, ta về trời thôi.
Thề ơi. Dạ. Ta xem ra chỉ có ngươi là người gần gũi, chẳng quản sớm hôm quanh quẩn bên mình. Dạ muôn tâu đức vua, con ăn lộc vua thì con sống phải có tình. Nếu mà con cũng bỏ đi thì biết lấy ai là người hầu hạ. Dẫu ruột gan con có nhầu như dưa khú thì cái mặt con vẫn cứ phải tươi, vẫn cứ phải làm trò mua vui để cho đức vua cười. Vua bảo khóc thì con mới được khóc, vua bảo con đi xuôi mà con chạy ngược, thế nào cũng bị phạt mất nghề. Vì thế cho nên con mới có cái tên gọi là Hề. Cái tên thật của con thì người đời quên mất, chỉ gọi là Hề mà thôi. Đau lòng con lắm đi vua ơi. Khổ thế đấy, có bao giờ được sống cho chính mình đâu, cứ phải làm trò mua vui để kiếm lấy miếng ăn. Quẩn quanh ấy, ngày lại ngày, quanh quẩn lại quẩn quanh. Vua yêu thì sướng, vua lành thì ôi thôi, khổ cái thân vua đã già yếu lắm rồi. Hề ơi, dạ. Ngươi cứ làm nhảm cái gì thế? Dạ, con có nói gì đâu ạ. Hãy vén rèm kia lên để ta nhìn trời đất xem sao. Dạ. Úi giời, dạ muôn tâu đức vua. Vườn thượng uyển đang mùa cây chút lá. Dạ trời hanh heo đang độ thu về đấy ạ. Thế ra chậm mồm đã lâu rồi. Úi giời, lâu lắm rồi. Từ hạ sang thu, non nước đã qua hai mùa, có gì biến đổi? Quan Lạc Hầu đâu? Gọi Quan Lạc Hầu vào đây cho chậm. Quan Lạc Hầu đâu, vua gọi. Dạ muôn tâu đức vua, thần có mặt ạ. Dạ ngọc thể của người hiện giờ ra sao rồi ạ? Ta biết từ khi ta ốm. Dạ. Các khanh đã hết lòng cứu chữa, nhưng ta xem trong người vẫn còn khó ở. Úi dồi ôi, Quan Lạc Hầu ơi. Hử? Làm sao mà mắt đức vua trợn ngược đấy Quan Lạc Hầu ơi. Trời ơi, khéo người không qua khỏi. Ta đã tu láo để người khỏi bị hoảng loạn tinh thần. Thực ra thì khắp trong nhân gian bệnh tật hoành hành đang vô phương cứu chữa. Quan Lạc Hầu ơi, người đức vua cứng hết rồi Quan Lạc Hầu ơi. Trời ơi, ta làm thế nào bây giờ đức vua ơi? Thị nữ đâu? Mau đem sâm vào cho đức vua uống không chết cả lũ bây giờ. Trời ơi, nhanh lên. Ôi dạ muôn tâu đức vua. Ôi dạ người uống đi ạ, sâm đây người uống đi ạ. Dạ. Trời ơi, Quan Lạc Hầu ơi, người đức vua lạnh toát rồi Quan Lạc Hầu ơi. Trời ơi, ta biết làm thế nào bây giờ. Đúng là một lũ lang băm ăn hại dở hơi, không đứa nào chữa nổi cái bệnh của tuổi già. Thôi cho lui. Cho lui. Lui. Dạ. Trình Thượng Công, ngoài cổng thành có một cô gái xin được vào chữa bệnh cho đức vua. Sao? Có một cô gái à? Nhà ngươi không đùa ta đấy chứ? Dạ không. Được, truyền cho vào. Dạ. Xin kính chào Quan Lạc Hầu. Này cô gái, cô là ai mà lại tự tin ở mình như vậy? Dám coi thường đám lương y trong triều sao? Thiếp là nàng Nguyễn, vốn giỏi thuốc gia truyền, trộm nghe hoàng thượng cứ ốm triền miên, nên mạo muội đến để tìm ra căn bệnh. Này, bao nhiêu lang y tóc bạc như tơ còn chịu bó tay, huống hồ ngươi là cái đồ vắt mũi chưa sạch. Xin tướng công chớ nên coi thường thiếp. Thiếp trộm nghĩ, già có cái mạnh của già, trẻ có cái hay của trẻ, nếu hợp thầy hợp thuốc thì thiếp tin là bệnh gì cũng có thể chữa được ạ. Nghe cũng cứng nhẹ đấy. Thôi được rồi,
ta cho nhà ngươi chữa thử cho đức vua. Nhưng nếu nhà vua có mệnh hệ nào thì đừng có trách đấy. Nhưng xin quan lạc hầu, thiếp chưa bệnh, không quen xung quanh có người lạ. Cả ta lại thế nữa kìa. Trời ơi, không khéo nó để giờ trò mỹ nhân kế với đức vua thì bỏ mẹ. Ôi giời ơi, nhưng mà người ốm yếu nằm bẹp thế kia thì làm ăn được cái đếch gì nữa mà sợ. Thôi cho tất cả lui để chữa bệnh cho đức vua. Tiên Dung đấy không con? Tiên Dung, cha biết, cha biết thế nào con cũng đêm. Con không thể nào giận nổi vua cha. Đức vua, thế nào con cũng trở lại kinh đô. Chứ con sống sao nổi với một thằng đánh ca. Đức vua, kìa Tiên Dung, hãy nói đi. Hãy nói đi Tiên Dung. Đức vua ơi, có phải chỉ có nơi cung vua mới xứng với con không nào? Có phải chỉ có nơi gác tía lầu xoan mới hoàn hảo và tuyệt diệu không nào? Hãy nói đi, hãy nói đi Tiên Dung. Trời ơi, đức vua vẫn trong cơn mê sảng, lầm nhầm một mình trong tiếng gọi Tiên Dung. Người ta bịt mất mắt đức vua rồi. Không đâu, mặt ta vẫn sáng, trí óc ta vẫn tinh tường. Vì ta là vua, không kẻ nào dám coi thường. Đức vua, nhưng ta có lỗi, ta có lỗi là đã từ con Tiên Dung à. Đức vua ơi, nhưng ta không thể làm khác được. Vì ta là vua, con có hiểu không? Ôi ngôi vua, đó là nơi quyền lực cao nhất, không kẻ nào được trái lệnh ta. Dù người đó là con cũng vậy. Đức vua ơi, người hãy uống bát thuốc này vào, sẽ khỏi hết được nguồn cơn, sẽ sáng láng anh minh như trước. Đức vua bệnh chẳng nghe lành nghe, vì đói nên nỗi tâm cần tình nghĩa
thật lòng nhớ thương con trẻ này. Nhà ngươi không phải là tiên dung sao? Hay là tiên là Phật đã chữa cho ta khỏi được bệnh rồi? Chà, tài thật, tài thật, ta lại là ta lẫm liệt oai phong. Đức vua khỏe rồi, ta là Đức vua khỏe rồi, ta là Đức vua khỏe rồi. Đi rồi, đi rồi, ta là không đi rồi. Cô gái chữa bệnh cho ta đâu không? Dạ biến rồi ạ. À. Sao? Nàng bỏ đi rồi à? Dạ đi rồi ạ. Trời ơi, nàng là ai ta cũng chưa kịp hỏi họ tên. Dạ muôn tâu bệ hạ, nàng quê quán ở đâu thì thần không được biết ạ. À. Nhưng thần chỉ biết nàng tên là nàng Nguyễn thôi ạ. À. Nàng Nguyễn à? Dạ. Các hành hãy đi tìm nàng Nguyễn về đây cho ta. Đi tìm. Đi tìm về đây cho ta. Đi tìm nàng Nguyễn đâu? Trình Đức Vua, con thấy bóng nàng ra cửa, nàng đi mất rồi ạ. À. Sao? Nàng bỏ đi rồi à? Dạ. Trời ơi, như một giấc chiêm bao. Rõ ràng là ta, mà lại như không phải là ta nữa chứ. Ôi dạ, muôn châu về hạ, người chính lại là dạ. Người rồi à? Dạ. Thần xin chúc người lại được bằng an như trước à. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Sao? Dạ, muôn tâu bệ hạ, có một chuyện rất lạ, rất lạ. Chuyện gì? Dạ, có một kinh thành mọc lên sau một đêm mưa, mà lại từ cái nón và cái gậy. Này, có phải chuyện hoang đường không đấy hả? Dạ, bẩm không, con thực mục sở thị rõ ràng. Đêm qua con đi tuần ở phía đông nam, lúc ấy trời mưa to gió lớn, bỗng chớp giật liên hồi sét đánh từng cơn. Một tòa lâu đài sừng sững mọc lên, mái rát bạc rát vàng cứ ong a ong ánh. Hình tòa lâu đài lại mang dáng nón. Dạ bẩm, hỏi ra thì đó là lâu đài của công chúa Tiên Dung. Của công chúa Tiên Dung mà. Dạ. Kỳ lạ thật. Lúc tử con ta không cho cả một cái lắc bạc, trừ đồng tử thì không một manh khố che thân. Vậy mà tại sao chỉ trong một thời gian ngắn chúng lại giàu nhanh thế được? Dạ muôn tâu, dân chúng đồn rằng họ là người của tiên của Phật. Dạ có thể lắm chứ ạ. Dạ muôn tâu bệ hạ, hẳn đây là công chúa vẫn ngấm ngầm để chống lại vua cha nên đã xây riêng một cõi một bờ. Dạ muôn tâu bệ hạ, chỉ cho bằng bệ hạ cứ cho thần đem quân đến dẹp trước là xong. Không được, không được, thế thì đại loạn, đại loạn. Dạ bất. Đúng đấy ạ. Ôi, dạ muôn tâu bệ hạ, không thể đại loạn được ạ. Hẳn đây là mối nhục của thằng con rể nên nó vẫn ngấm ngầm để chống lại vua cha. Dạ muôn tâu bệ hạ, chi cho bằng bệ hạ cứ cho quân đem đến dẹp trước là xong. Dạ tâu bệ hạ, lại có một tin đồn khác nữa. Dạ vợ chồng công chúa làm ăn phát đạt khiến vùng này giàu có hẳn lên, vùng bãi tự nhiên nay trên bến dưới thuyền khiến cho dân chúng thoát cảnh lầm than khổ cực. Dạ
dạ muôn câu thần dạ, không thể tin được à. Có như vậy à? Dạ, con dạ, ta dạ. Tiến dụng, tiến dụng. Mẹ hạ, mẹ hạ. Có sức người có khác, lại cộng thêm có đầu óc biết canh tác gieo trồng, ta giúp dân phát triển nghề nông, nhà nhà ấm no khói thơm mỏi bếp. Em vừa thôn tầm tang về, dạy chị em xe to dệt cười. Đây là miếng đũi chị em gửi để em may cho chàng tấm áo. Chà, tấm đũi đẹp quá, cứ đà này thì lo gì dân không khá. Phú quý đúng là sinh lễ nghĩa. Còn đây, đây là chiếc mũ em đã từ tay tết cho chàng. Chàng lại gần đây em đợi cho. Ôi, trông chàng như là một chàng hoàng tử ấy. Không, anh không phải là hoàng tử. Anh chỉ là chàng trử của nàng thôi. Chàng này, những chiếc thuyền buôn bắt đầu cập bến. Họ xem những mặt hàng đũi hay lụa cứ thích mê. Đúng là nghề buôn một vốn bốn lời, phi thương bất phú dậy rồi chẳng sai. Bây giờ cái gì rồi không có đấy chàng ơi. Tiên Dung, ta cũng lấy làm mừng vì trời có mắt. Tình yêu của đôi ta đã cảm được trời xanh. Công sức của chúng ta đã được đền đáp công bằng. Có mái ấm chở che. Ồ không, một tòa lâu đài. Cả một tòa lâu đài thực sự. Em ơi cứ ngó chim bao, một đêm mưa gió hôm nào còn đây. Nón thiêng với chiếc gậy thần, thành giang sơn đó với đôi tay dịu tình. Mưa gió ấy hôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được sống bên chàng, bao nhiêu thay đổi ngỡ ngàng làm sao. Chàng xem có lạ không nào? Ừ, lạ, mà cũng không lạ. Chàng nói thế, nghĩa là thế nào kia? Là vợ chồng mình đã làm hết sức cho đời, nên tiên Phật mới cảm lòng người ban cho. Này, thế còn những phương thuyền đâu ngoài bến kia, chắc cũng của tiên Phật ban cho cả đấy. Phải, con người và của cải, trời có thể ban cho và cũng có thể lấy đi. Chúng ta chỉ là những sinh linh sống gửi thác về thôi em ạ. Hôm nay chàng nói gì mà lạ vậy? À, chàng ơi, đã lâu lắm rồi không có tin gì của nàng Nguyễn. Không biết vua cha đã khỏi bệnh chưa? Tiên Dung, xin nàng hãy bình tâm và hãy tin ở tài nàng Nguyễn. Ta tin là đức vua ngài sẽ khỏi bệnh thôi. Nào bà con nào, hãy vào trong này. Bà bên này đi bà con. Xin chào các bác. Chào các bác. Chào công chúa. Chào chàng Chữ. Các bác, hôm nay có chuyện gì mà các bác lại đến đây như vậy? Kìa chàng Chữ, chàng không nhớ sao? Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, bà con mang lễ vật đầu mùa lên chùa tế lễ. Mong hai vị hãy đứng ra làm phổ chủ, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho đó mùa năm nay tốt hơn năm trước. Ồ, việc lớn như vậy mà ta quên mất. Chị đồng tử chàng ơi, ta sửa soạn đi ngay thôi. À, thôi, ta đi thôi các bác. Nào, ta đi thôi. Không cho trái mỏ nơi nào chiếu mây. Dấu hiệu đáng mừng, cha con vua tôi đã đến ngày hòa hợp. Công lao này chắc hẳn do nàng Nguyễn. Nhưng xin ân nhân chớ có vội mừng, mối hiểm nhỏ chưa qua thì mối họa to lại tới rồi đấy ạ. Sao? Nàng nói thế nghĩa là thế nào? Tất cả là do cái tòa lâu đài này mà ra. Sao lại do tòa lâu đài này? Ta không hiểu. Chị ơi, đức vua đang cho quân đến để bao vây tòa lâu đài này. Sao? Vì người cho rằng
công chúa dám ngang mặt gây dựng Giang Sơn Riêng, nên vội về đây để báo cho nhân được biết. Trời ơi, vua cha hiểu lầm thiếp rồi, biết làm sao bây giờ chàng ơi. Tiên Dung, xin nàng hãy bình tâm. Nàng Nguyễn, chắc nàng đi đường cũng đã mệt, nàng hãy mau mau về nhà kẻo mẹ già mong đợi. Dạ. Chàng ơi, được vua hiểu lầm tiếp rồi, sắp có loạn lớn đến nơi, biết làm sao bây giờ hả chàng? Tiên Dung, xin nàng hãy bình tâm. Tiên Dung, từ trước đến nay vợ chồng mình chỉ mong sao được sống trong hạnh phúc, được tự tay tạo lập gây dựng cơ ngơi. Chúng ta đã làm hết sức mình để giúp người cứu người, vậy mà vua cha lại hiểu lầm là chống lại. Kẻ cũng khó bề khuyên giải. Cái khổ nhất là dân tình ra vì ta mà chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Ôi, lâu đài thành quách mà làm chi. Tiên Dung, anh bỗng nhớ về triển cát năm xưa, bãi tự nhiên nơi đôi ta gặp gỡ. Về bên sông Sương ơi, ta ước gì ước gì ta về bên sông xưa mãi bỏ chúng tôi mà vội vã về trời à. Chúng con xin cắn rơm cắn cỏ lại người, người mà đi thì chúng con biết sống làm sao được. Nếu đức vua đến đây, chúng con sẽ tâu thật để người hay mà bớt giận làm lành. Xin đa tạ tấm lòng dân chúng đã đến với vợ chồng ta. Nhưng nếu vợ chồng ta ở lại thì một lần nữa lại mắc tội bất hiếu với vua. Con chống lại cha rõ nhà vô phúc, chỉ cho bằng vợ chồng ta hãy rút đi từ trước thì các người cũng sẽ được bình yên. Phải rồi, khi chúng ta đi rồi sẽ chẳng có binh đao, rồi vua cha sẽ hiểu lòng con trẻ. Chị Tiên Dung, nàng Nguyễn ơi, cái em ở lại nhắn dùm cha xa tội chị. Tiên Dung con đã gây bao lầm lỗi để vua cha vất vả nhọc lòng. Chị ơi, chia tay đôi ngả, chị ơi, biết nói gì đây, phút giây chia lìa. Thank you.
Quái lạ, sao chỗ này vừa rồi là kinh thành nguy nga lộng lẫy, giờ lại thế này? Linh, dạ. Linh Tiêu, dạ. Sao lại thế này hả? Con không biết ạ. Đi tìm mau. Dạ. Đức vua tới. Dạ. Dạ. Kính chúc đức vua sống lâu muôn tuổi. Lạc hầu tướng công. Dạ. Nào thành quách ở đâu ngươi hãy chỉ cho ta rõ. Dạ. Muôn tâu bệ hạ, quả chỗ này vừa rồi là kinh thành nguy nga lộng lẫy, giờ sao thần không hiểu ạ? Dạ muôn tâu ạ. Ui dạ. Nhà ngươi chẳng từng nghe nói con gái ta dừng Giáng Sơn một khoảnh đó sao? Thật dạ đúng ạ. Châu, khi đi cơn giận ngút trời, giờ bỗng thấy tiêu tan hết cả, lòng thương con trào lên trong dạ. Tìm dung con ở nơi đâu? Dạ, 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 muôn tâu, có một cô gái xin được vào gặp đức vua. Truyền cho bà. Dạ. Dạ, xin kính chào đức vua. Trời ơi, thì ra đây là cô gái đã chữa bệnh cho ta. Nhưng nàng bỏ đi đâu không một lời từ biệt, không cần cả ta ban thưởng là sao? Muôn tâu đức vua, thiếp chữa bệnh cho đức vua là để đền ơn đáp nghĩa, chứ đâu cần sự ban thưởng của nhà vua. Nàng đền ơn đáp nghĩa cho ai vậy? Dạ, muôn tâu đức vua, đó là nàng công chúa Tiên Dung và chàng Trừ Đồng Tử, người đã cứu sống thiếp và dân làng đây đấy hả? Dạ, dạ, đúng thế vậy ạ. Thì ra nàng đến với ta là do công chúa Tiên Dung phái tới. Nhưng Tiên Dung con ta hiện ở nơi đâu? Muôn tâu đức vua muộn mất rồi ạ. Sao? Có chuyện gì chẳng lành ư? Dạ, muôn tâu đức vua, vừa mới hôm qua, nơi đây còn là thành quách nguy nga lộng lẫy, bỗng một cơn mưa to gió lớn đã cuốn thành quách cùng công chúa Tiên Dung và chàng Trừ Đồng Tử về trời. Trời ơi, Tiên Dung con, vì cha không hiểu được lòng các con rộng như trời biển, không hiểu được tình các con đẹp tựa trăng rằm, hôm nay đến đây mắt ta đã được nhìn, tai ta cũng đã nghe thấy cả. Vì quá tin vào những lời tâu sàm sỡ, để cha con hai ngà hai nơi, khi ân hận thì đã muộn mất rồi. Tin Dung con, có hiểu cho lòng cha đau đớn? Kìa, đức vua hãy nhìn kìa, từ phía chân trời kia, một đôi hạt trắng tung bay, đó là nàng công chúa Tiên Dung và chàng Trừ Đồng Tử.